Đón xuân Giáp Thìn, một năm đổi mới, như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Mình được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động giới tử vi, thần tài kích hoạt vận may tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đúng tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, làm ăn xuôi thuận, cuộc đời sung túc, giàu có ấm no. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng đều phải trải qua những thăng trầm nhất định, bất kể người giàu hay người nghèo, cũng đều có những mối lo toan, vất vả riêng. Người thì lo con cái ăn học, kẻ lo trả sạch nợ nần, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, không phải bất cứ việc gì cũng diễn biến theo ý muốn của chúng ta, mà phần lớn là do vận mệnh quyết định. Ai gặp thời thì phất lên như vũ bão, ai đen đủi thì trăm chuyện ngáng trở, tiểu nhân cản đường, mãi chẳng thể thành công, ngóc đầu lên được, đó cũng là quy luật tạo nên cuộc đời này. Chỉ những người biết nắm bắt thời cơ, biết nương nhờ vận thế, mới có cơ may đổi đời, đổi vận, thu tiền tỷ của về tay. Trong lá số tử vi tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn của 12 con giáp, các thầy tử vi đã đặc biệt nhắn gửi tới người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 rằng trong tháng tới, vận trình của bản mệnh sẽ có nhiều biến động, cục diện tương hại khiến khó khăn ập tới, tiểu nhân xuất hiện, nếu làm được điều này, thì sau đó sẽ là trời quang mây tạnh, thần tài xuất hiện, đưa tiền của chạy về túi, hanh thông vượt bậc, càng khổ càng giàu. Quý nhân chỉ lối tìm ra cơ hội, hiền lộ trong khó khăn, thì ắt thu được nhiều thành tựu, tiền bạc ùn ùn kéo đến, phát tài giàu có, chẳng cần lo nghĩ gì. Đầu tiên, tổng quan tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 là tuổi con dê, năm sinh âm lịch, Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy, thiên hà thủy, nước sông thiên hà. Mệnh nam, cung cản kim, thuộc tây tứ mệnh. Mệnh nữ, cung ly hỏa, thuộc đông tứ mệnh. Cuộc đời tuổi Đinh Mùi được Phật Ma Lợi Tử ban phúc, Phật Quan Âm Bồ Tát ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai hộ mệnh, Phật Đại Nhật Như Lai bảo hộ. Đinh Mùi là người có tính sáng tạo và trực giác tốt nhất trong các tuổi Mùi. Đinh Mùi rất giỏi trong giải quyết các tình huống, tìm ra lối thoát hoặc các giải pháp thay thế. Con giáp này khá hợp lý và thông minh, bạn bè thích tìm đến họ. Nhờ giải quyết rắc rối, bản chất hào phóng và sốt sắng, Đinh Mùi sẽ dốc lòng dốc sức giúp bạn. Màu hợp với tuổi Đinh Mùi là trắng, đen. Màu khác với tuổi Đinh Mùi là vàng. Tính cách tuổi Đinh Mùi. Đặc trưng cơ bản nhất của những người thuộc tuổi Đinh Mùi đó là sự thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức hành thủy chủ trí tuệ. Khi xét về thiên can, địa chi, ta sẽ thấy can đinh âm hòa gặp chi mùi âm thổ, gốc sinh trong ngọn nên tiềm tàng một nền tảng phúc đức rất dày. Do đó, tuổi Đinh Mùi không những thông tuệ mà còn có sự hơn người, xuất chúng. Những người tuổi Đinh Mùi tính cách, tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế, tác phong cử chỉ lịch thiệp nhã nhặn. Tuổi Đinh Mùi được biết tới với sự cống hiến không toan tính hay đòi hỏi được đền bù. Trong cuộc sống, những người tuổi Đinh Mùi thường là người của công chúng, có đóng góp cống hiến lớn lao cho đời. Nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn, bởi bản chất của giọt nước mong manh nên họ cực kỳ nhạy cảm, tinh tế. Khi mưa gió càn khôn ảm đạm nên thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Can chi đinh, Mùi thuộc hỏa và thổ tương khắc với nạp âm thủy nên tâm tư họ nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải. Con số hợp với tuổi Đinh Mùi là số 4, 6, 7, 1. Con số khắc với tuổi Đinh Mùi là số 8, 2, 5. Sự nghiệp tuổi Đinh Mùi. Tuổi Đinh Mùi có tư chất trở thành lãnh đạo, quản lý, một số khác trở thành giảng viên, nghệ sĩ, chuyên gia tư vấn, dịch vụ giặt là, hoạt động nông nghiệp cũng là thế mạnh của họ. Vì đóng góp, cống hiến cho rất nhiều người nên thu nhập của họ rất cao. Tuy vậy, với bản tính thanh cao, họ xem nhẹ tiền tài, vật chất, các nghề về lĩnh vực giáo dục, thanh tra hay làm nhà quản lý, chỉ đạo doanh nghiệp cũng hợp với họ.
vì họ có duyên làm nghệ thuật nên họ có thể trở thành những nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên xuất sắc, nổi tiếng. Nhưng họ lại giữ tiền bạc kém, kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, nên cân nhắc và xem xét kỹ khi quyết định làm kinh doanh. Vì trải qua nhiều sóng gió, tuổi Đinh Mùi tâm niệm rằng bước sang tháng 2 tới đây, nếu mình không tự mình đứng dậy thì không ai có thể giúp đỡ. Họ là những người nói ít làm nhiều, nghĩ đến đâu làm đến đó. Tuổi Đinh Mùi luôn cố gắng để mọi người thấy được kết quả của mình, chứ không phải là quá trình. Bước vào tháng 2 âm lịch, đa số những người tuổi Đinh Mùi đều công thành danh toại, không những kiếm được nhiều tiền mà có những người còn có chức có quyền, tiếng nói có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhìn chung, những người tuổi Đinh Mùi đều có cuộc sống viên mãn, thăng hoa vào giai đoạn hậu vận khiến ai cũng ngưỡng mộ. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 2 âm lịch cho tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 vận hạn, may mắn và cách hóa giải giúp bản mệnh, đón lành tránh dữ, gặp hùng hóa cát. Về mặt sự nghiệp, được thiên ấn cát tinh chiếu cộng với cục diện nhị hợp tương trợ, sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi có cơ hội bước sang trang mới trong tháng 2 này. Bản mệnh cần tự tin hơn để có thể nắm chắc các cơ hội xuất hiện trước mắt, khiến người khác phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa. Tháng này, bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa, nên làm việc gì cũng có người giúp đỡ, chỉ điểm. Với những công việc nhóm đòi hỏi hợp tác, bạn và đồng nghiệp làm việc ăn ý với nhau, khiến những nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng. Tử vi tháng 2 năm 2024, tuổi Đinh Mùi âm lịch thấy rằng con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ở thời điểm này. Đối phương có thể chỉ ra cho bạn những điểm yếu để bạn nhanh chóng khắc phục, hoặc chỉ ra những hướng đi mới để bạn rèn luyện bản thân phát triển theo hướng mới triển vọng hơn. Điều con giáp này cần khắc phục là tính hay lo nghĩ nhiều của mình. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, bạn thường suy nghĩ quá bi quan khi đối diện với rắc rối bất ngờ. Hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Bạn vốn là người có tài, đừng vội vàng bỏ cuộc. Hãy coi khó khăn là cơ hội rèn luyện bản thân để mình ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Về phương diện tài lộc, túi tiền của người tuổi Đinh Mùi cũng có nhiều cơ hội cải thiện trong khoảng thời gian này. Vì thế bạn cần nhanh chóng nắm lấy thời cơ để vượt lên trên các đối thủ, khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn đưa ra các quyết định hợp tác làm ăn. Nếu thấy có đối tác, khách hàng nào triển vọng thì bạn nên nhanh chóng ký kết hợp đồng ngay, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt vào tay người khác. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố, nhân lực và vật lực thì bạn cũng có thể xem xét việc mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất. Tất nhiên để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra thì bạn sẽ phải khá vất vả đấy, song mồ hôi công sức sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Người làm công ăn lương cũng hứa hẹn sẽ được nhận một khoản thưởng nóng kha khá vì những thành tích tốt trong công việc. Đây chính là lời tuyên dương, khen thưởng của lãnh đạo đối với bạn, khiến bạn có thêm nhiệt huyết khi làm việc. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy và hung tinh thiên nguyệt, đôi khi bản mệnh sẽ thấy mệt mỏi, bất an. Song bạn không nên hướng những suy nghĩ của mình theo hướng bi quan. Bạn có thể trao đổi tâm sự với những người đáng tin cậy để được gỡ rối, tìm lại lòng tin cho mình. Về phương diện tình cảm, gia đạo, căn cứ tử vi tháng 2 năm 2024, tuổi Đinh Mùi âm lịch, bản mệnh có thể xác định tinh thần sẽ được nhận nhiều tin vui liên quan đến tình cảm khi bước sang tháng 2 âm này. Dưới tác động tích cực của cát tinh, cũng như cát tinh chủ đào hoa bách việt, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy người ưng ý. Người độc thân có thể nhiệt tình tham gia các hoạt động tụ tập, xã giao trong thời điểm này. Bạn là người có những mặt tính cách rất thu hút, vì thế mà chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi bạn sẽ nhận được rất nhiều lời ngỏ ý làm quen hoặc bày tỏ đến từ người khác giới. Con giáp này đào hoa đến mức bạn có thể gặp được người phù hợp với mình ở những nơi không ngờ tới nhất, hay người chỉ vô tình gặp gỡ mà đã thấy quen thân, khi nói chuyện cũng có nhiều quan điểm trùng hợp, cứ như thể đôi bên sinh ra là để dành cho nhau vậy. Với các cặp vợ chồng, quan hệ giữa hai bạn thiên về bình ổn, vững chắc, đôi bên biết trân trọng và bao dung cho nhau, nên chẳng bao giờ so đo, tính toán những chuyện nhỏ nhặt. Cũng nhờ có đối phương, bạn thấy dũng cảm và mạnh mẽ hơn khi đối diện với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Về phương diện sức khỏe, công việc liên tục có những bước phát triển mới có thể khiến cho người tuổi Đinh Mùi phải vất vả, bôn ba nhiều hơn khoảng thời gian trước đó. Vì vậy, bạn càng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình, tránh làm việc quá sức kẻo đổ bệnh. Dù công việc có bộn bề thế nào, bạn cũng cần nhớ phải ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia vào các hoạt động thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Khi bạn có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực, hãy tâm sự với mọi người xung quanh để được giúp đỡ và cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chớ nên giữ mọi chuyện ở trong lòng,
đẩy mình vào cảnh căng thẳng không cần thiết. Vậy, trong từng giai đoạn của tháng 2 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Xem tử vi hàng tuần, trong 10 ngày đầu tiên của tháng 2 âm lịch, cát khí lan tràn, người tuổi Đinh Mùi nhờ thế mà đạt được khá nhiều thành công ngoài sức mong đợi. Công việc của con giáp này trong tuần khá thuận lợi, bản mệnh được nạp thêm năng lượng từ người thân, phát huy năng lực tốt hết mức có thể. Với người làm đầu tư, kinh doanh, tuần này là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình. Đôi bên chỉ cần thẳng thắn sòng phẳng với nhau thì sẽ hợp tác ăn ý, kiếm về tiền tài dư giả. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh đang xuất hiện trong khoảng thời gian này nên bản mệnh cần phải đề phòng kẻo bị tiểu nhân hãm hại. Những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này có thể sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân sinh lòng đố kỵ, từ đó tìm cách hạ bệ con giáp này xuống vị trí thấp hơn. Xin nhắc nhở người tuổi Đinh Mùi, chú ý các khoản chi tiêu vào thời điểm đầu tuần, kiếp tài án ngữ, bản mệnh có thể lâm vào họa hao tài phá lộc, tiền bạc hư hao, đi chơi ở những nơi có nhiều người đông đúc, dễ mất tiền như chơi. Tốt nhất là tiền bạc tư trang phải cẩn thận để mắt tới, đừng ham vui, rồi cuối cùng lại khóc mếu mất tiền. Về tình duyên thì có thể nói đầu tháng vận đào hoa khá vượng, bản mệnh có thể đón nhiều tin vui về đường tình cảm. Người độc thân nên mở lòng mình hơn, có thể trong những lần du lịch, bạn sẽ gặp được người là định mệnh của cuộc đời mình. Các cặp đôi có thêm thời gian hâm nóng tình cảm nên càng thêm nồng nàn thắm thiết. Bên cạnh đó, dù có muốn chinh phục đỉnh cao đến mấy, thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên ăn, quên ngủ khiến cơ thể mệt mỏi. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân, Sửu, Tý. Màu sắc may mắn, xám, cam. Con số may mắn, 15, 67, 89. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 2 âm lịch. Với người tuổi Đinh Mùi, tử vi 10 ngày giữa tháng 2 âm mang theo những tin vui góp phần làm rạng rỡ vận trình cho con giáp này. Chẳng những tiền bạc, công danh tăng tiến, nhờ được Nguyệt Mã Cát Tinh chiếu mệnh, mà ngay cả đường tình duyên cũng có nhiều tín hiệu đáng chúc mừng. Các cặp đôi đã giải quyết được những mâu thuẫn, vướng mắc trước đó. Có lẽ những ngày nghỉ vừa rồi đã giúp cho hai bạn hiểu và thông cảm cho nhau hơn, cũng nhìn thấu tình cảm của mình dành cho đối phương và cố gắng chung tay vun đắp cho cuộc sống hai người càng thêm hạnh phúc. Người tuổi Đinh Mùi, nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ dễ dàng phát tài khi được các thần thực thần che chở, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Tuy nhiên, điều này cũng phải đánh đổi ít nhiều. Khi mà mọi người dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, thì bạn lại phải làm việc và phục vụ khách hàng. Đặc biệt, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng thưởng, trúng số. Tuy nhiên, bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này hợp lý, chớ tiêu xài lãng phí, kẻo cuối cùng cũng của thiên trả địa. Công việc trong thời gian này tiến triển rất thuận lợi, thiên ấn cho thấy bản mệnh được cấp trên đánh giá cao bởi khả năng sáng tạo cũng như ứng biến tốt trước những tình huống bất ngờ phát sinh. Những người đã dành nhiều thời gian cho các công việc tay trái có thể thu về lợi nhuận hoặc thù lao xứng đáng với công sức trong thời gian này. Tuy nhiên, con giáp này cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, kiểu dễ vướng họa khẩu thiệt thị phi, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân. Quý nhân, Hợi, Ngọ, tiểu nhân, Thìn, Tị. Màu sắc may mắn, trắng, xám. Con số may mắn, 27, 94, 36. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 2 âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi trong tử vi tuần mới gặp khá nhiều điều may mắn. Trước tiên là đường công danh, sự nghiệp đang thực sự đạt đến đỉnh cao. Khi mà bản mệnh biết được sở trường của mình là gì và biết phải đi theo hướng nào để có được thành công. Chính ấn cho thấy, càng về cuối tháng vận trình càng vượng, khả năng thăng tiến lại càng cao hơn. Bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để phát huy năng lực của mình, thể hiện hết những gì mình có, chắc chắn thành công sẽ không còn quá xa. Thái dương phù trợ nhân duyên, nhờ thế mà chuyện tình cảm của con giáp này thời gian này có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm thấy người mình thực sự yêu thương. Việc bạn cần làm bây giờ chỉ là bày tỏ tình cảm của mình, thể hiện sự chân thành của mình đối với người ấy mà thôi. Vận trình tài lộc có phần bất ổn khi thăng trầm đan xen, thực thần cho thấy tiền bạc vào nhiều nhưng có lẽ khó bể tích tụ. Khi mà kiếp tài lãng nhãng theo sau, trực chờ tìm cơ hội để khiến cho tiền bạc tiêu tan. Bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, thay vì tiêu tiền không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, chuyện làm ăn kinh doanh sẽ có bước tiến vượt bậc. Những dự án đầu tư trước đó của bạn dần đem lại lợi nhuận đáng kể. Nhờ đó mà bạn có một túi tiền rủng rỉnh,
chuyện chi tiêu cũng không cần phải tính toán quá nhiều. Nếu có việc cần phải đi xa, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Cuối tháng hỷ thần ở hướng đông nam và tài thần hướng tây. Quý nhân, hợi, mão, tiểu nhân, tí, dậu. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số may mắn, 66, 90, 44. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, lời Phật dạy về nhân quả có câu: người không làm phước thì thường chịu quả báo. Nếu tu được phước thì đời này và đời sau đều được an vui. Sự an vui, hạnh phúc ở đời đều do tu thân mà có được. Hiểu nhân quả thì mới đoán được vận tốt xấu của mình và biết được thời gian quả báo xuất hiện. Trong kinh Phật cũng có nói, nghiệp chướng không thể biến mất. Khi quả báo chín muồi có quy y cũng khó thoát. Chỉ cần đã tạo nghiệp thì đến thời thuận lợi nhất định sẽ thấy quả báo linh ứng. Và khi quý vị làm việc thiện mà không được quả báo ngay, đó là do thân khẩu ý của quý vị đã tạo nghiệp quá nhiều, lỗ hổng quá lớn, khiến cho tất cả phước đức đều bị thất thoát. Vì vậy, khi hiểu được nhân quả thì sẽ biết bói toán, bùa ngải chính là mê tín dị đoan. Chỉ có thích thiện mới có thể cải biến nhân quả, tăng phúc, cải biến vận mệnh. Nếu làm việc thiện và tích đức thì sẽ có phúc dày, ắt được phúc báo. Không cầu của cải thì phú quý sẽ không mời mà đến. Người có tấm lòng nhân hậu thì dù không được trời ban thưởng cũng được mọi người đối xử tử tế, suốt ngày vui vẻ, tự nhiên, sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu một người có tâm niệm xấu xa, cho dù không có sự trừng phạt của thần linh, cũng sẽ bị mọi người lên án, suốt ngày sống trong hận thù, số phận ắt sẽ éo le. Thiện ác do trời định, người tốt không bị trời lừa. Xin cho mỗi người đều biết nói lời lành, làm việc lành, có ý tốt, tích đức và được phước liên tục. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Bản biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.